Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng có thể trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0363656161 giúp em. Thì lưu ý kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Đấy. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Bên em thì chuyên kẹo nhé, chuyên kẹo chì. Đấy, những phụ kiện PCP thì em không làm. Đấy, em không bán. Thì nhiều anh em thì mua kẹo thì nói thật ra này, nhiều anh em thì không cần tư vấn, tại vì chơi lâu rồi, biết cỡ kẹo như thế nào rồi. Và một phần lý do là anh em kinh tế không đủ, không đạt nên không cần tư vấn. Đấy, hoặc là chơi loại sờ lung, đang chơi lấm thì chuyển sờ lung vào xuyên phá thì không cần tư vấn. Nên em lên tư vấn luôn cho anh em là lên hỏi shop và cái độ chơi như thế nào để trải nghiệm, tránh cái tình trạng là cứ đợi nhận. Anh ví dụ anh em đặt một cân xuyên phá về không chơi được, bọn em lại phải đổi, rất chi mất công anh em cả hai, đúng không? Nếu mà tư vấn thì mình không đỡ phải mất công nhiều hơn. Đấy, như thế mà chơi vẫn được đạt đến độ tốc độ tối đa. Đấy. Thì nhiều anh em cũng đang thắc mắc hỏi bảo là đang muốn chơi lấm, đang chơi lấm, chơi lấm mà chuyển sang sờ lung thì nó có ổn không? Anh em nhé, đang chơi lấm mà chuyển sang sờ lung thì nó có ổn không? Thì em bảo là nó luôn tương đối là ổn. Ổn. Loại này anh em, nhiều anh em sợ hại khương, hại cành, nhưng mà em nói thẳng ra mấy anh em, đây là hàng chì dây nên là không bao giờ có từ hại khương và hại cành anh em nhé. Hiện tại đang có đít lõm và đít có váy đấy, nên là hàng này là hàng chuẩn, nên là anh em không phải nghĩ gì cả. Chơi loại này thì hàng chì dây nên là nó còn mềm hơn cả móng tay của mình, nên là chơi thì yên tâm, không bao giờ sợ hại khương. Và anh em đang chuyển mức độ là từ hàng lấm, hay từ hàng lấm mà sang hàng sờ lung, hai cái đặc điểm nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, nếu mà anh em chơi lấm thì nó sẽ nhẹ hơn là chơi sờ lung. Đấy, sờ lung thì nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy, để nếu mà anh em để tư lớn, cái loại sờ lung này sẽ áp sẽ cao hơn và đủ ổn định nó có, tại vì hàng nước ngoài toàn dùng sờ lung thôi mà. Đấy, hàng nước ngoài toàn dùng sờ lung hết 100%. Đấy, em tư vấn luôn trực tiếp luôn cho anh em như vậy. Còn đây là cái sờ lung này súng nhung em nhập nên chất lượng nó đảm bảo luôn cho anh em. Đấy. Còn kể cả đây là anh em dùng lấm, có lấm sờ lung thì có từ 4.5 đến 6.35 luôn. Còn đây là lấm, lấm loại này thì đây là 6.35, có từ 6.35, 6.37, 6.38 và 6.40. Đấy, còn chất lượng thì có hàng ngắn và hàng dài, chất lượng thì đảm bảo chuẩn luôn cho anh em. Anh em nhìn thì em biết, quay thực tế như nào sẽ gửi hàng cho anh em là như vậy. Đây là hiện tại là chuyên 6.35. Đấy, 6.35. Còn nếu mà hàng 5.5 thì nhà em cũng có. 5.5 thì có hàng rẻ và hàng đắt, tùy thuộc theo cái anh em đang sử dụng. Loại này thì tầm trung rồi, chơi cũng cực kỳ êm, ok rồi. Loại này thì ba em cũng khoảng tầm 90m, hơn 100m rồi. Đấy, thì đấy là em tư vấn cho anh em là lên chơi cái loại gì là ổn định nhất và chơi cái chất lượng nó ra sao. Thì loại này thì là loại nào ổn định thì anh em dùng, chứ đắt rẻ thì không đáng bao nhiêu tiền cả. Còn đồ căn bản là độ ổn định, nhìn thấy con chim bắn chết là được. Đấy, còn cái chất lượng của nó thì phải đảm bảo chuẩn, đúng kích thước luôn cho anh em. Thì thực tế là quay hàng như vậy thì anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0363656161 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xâm hàng. Đấy, anh em tin tưởng thì đặt hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.